Ok, bữa nay thì mình để cái camera xa mà cao ấy à, để hơi chửi xuống chút xíu, tại vì cái bàn là mặt của mình nó hơi cao quá. Bởi vì cái cây mà để cái camera thì nó cũng hơi cao, bởi vì mình phải để cho nó sửa xuống. Trước nhất là mình ở bên hai mình làm cọc mắt này. Em mình cho coi ha. Ok, cặp mắt sách lên mà nói chung là gì bữa nay à, thôi nói bữa nay đi à, mình chia sẻ là những cái đồ của mình xài trong tháng, không phải trong tháng mà từ hồi năm 2015 đến năm 2016 này mà mình yêu thích là đồ dưỡng da skin care ha. Trước nhất là mình nói và mình chút nữa mình chia sẻ những cái này nữa ông xã mua tặng cho ha. Kỳ này ông xã về ông xã mua tặng cho nhiều đứa biết mình xài những cái món gì ạ. Thì ông xã mua tặng cho cái này là không phải là đồ của mình bán, mà bán cái này là đồ của người yêu mua tặng cho. Trước nhất là mình xin chia sẻ skin care của mình dưỡng. Trước nhất là mình nói dưỡng ban ngày của mình đi ha. Dưỡng ban ngày là của mình chai này. Ok, chai này mình nói cho nhanh ha. Cái chai Lancôme này serum, đúng rồi serum ha. Mình cho bạn coi cái chai nó cho rõ. Ở trong nó là mình cũng có chia sẻ rồi ha. Ở trong của nó là có cái gì, cái ống từ vô như này ha, để cho mình nhỏ từng giọt xuống rồi mình chấm đầy lên mặt của mình. Trước nhất là mình nói mình của mình dưỡng ban ngày hay là cái serum này mình sức trước, xong sau đó mình chia sẻ hết. Chia sẻ cái serum đó sau đi. Trước nhất là mình rửa mặt bằng phom đi ha. Phom gì của bạn mà xài hàng ngày đó ha, mà của mình xài trong kia mình không có đem ra. Tới nữa là mình lau nước hoa hồng cái dạng như vậy ha. Của Chanel ha. Bạn coi rõ không? Ha. Cái chai của nó là như vậy ha, nó có nút, nhưng mà cái này thì bây giờ thì nó hết ga rồi bạn, nó không ga nữa, bởi vì mình phải đổi lại cái chai màu trắng như vậy ha. Bạn nhìn rõ không? Ok, cái chai màu trắng như vậy. Ok, của nó là bao nhiêu ml? 100 50 lít ml ha. Bạn nhìn thấy rõ không? Ở đây ha. Ok, là mình lau nước hoa hồng rồi xong xuôi hết, rửa mặt cà lau nước hoa hồng, sau đó ban ngày của mình cái mình mới xức cái serum này vô ha. Sau đó mình mới xức cái So Skin, cái này mình chia sẻ này mình xài hết rồi ha, xài hết rồi đó. Bà, mình mua tới hũ thứ để đây chút mình gỡ cho bạn coi. Sau đó mình xức lại cái So Skin này ở trên nữa một lớp nữa, rồi mình mới cấp tức kem chống nắng lên. Cái serum này nước bạn cái crem này, cái So Skin crem này bạn da dầu hoặc là da khô giống mình xài cũng rất là ok ha. Giá tiền không mắc quá, hình như một hộp nó là 46 đô mấy, là 47 đô ha, nó không có mắc. Cái này thì mắc, cái này một da này, cái này lớp 100 ml nha bạn là nó tới gần 200 đô, nói chung vậy nó 200, gần 200 ha. Nhưng mà cái này chỉ có 46, đối với mình cảm thấy cái này giá tiền ổn, không mắc quá, xài được ha. Nhưng mà đặc biệt của nó là kem chống nắng của nó mình rất là thích luôn, có độ dưỡng ẩm luôn ha. Đây ha, kem chống nắng nó thì nó 50 ml nhưng mà nó là chống nắng 50 50F cộng ha. Cái này là giá tiền nó hình như là tại vì cái bóng đèn ở trên này của mình bạn thấy không rõ ha. Giá tiền nó là 26 đô ha. Mình rất thích luôn. Thường thường thì mình thích cái này. Bạn thấy là cái này ha. Hai cái này của Shiseido. Shiseido thì dĩ nhiên phải mắc hơn So Skin này ha. Bởi vì mình hà tiện lại mình đổi lại cái này. Nhưng mà đặc biệt kem chống nắng cái này mình cũng rất là ăn ý luôn, cái này rất là rẻ, cái này chỉ có mười mấy đô thôi mà nó tới nó
nhiều lắm bạn, nó tới 88 ml. Để mình cho bạn coi nó nằm ở đây ha, bạn coi rõ không ha. À, cái camera này của mình, ok, mình chia sẻ cái kem chống nắng này. Cái này cũng vậy, cái này thì nó 19 đô ha, cái này cũng chống nắng, cái này mình có chia sẻ rồi, khi mà bạn xài bạn lắc lên 19 đô ha, cũng chống nắng luôn, mình cũng rất là thích luôn, không có tạo, không có để lại cho bạn những cái độ mà ẩm ẩm rít rít rít. Những cái kem chống nắng mà mình xài trong đây là nó không có cái độ ẩm mà rít rít rít. Tới nữa, băng đêm. Băng đêm của mình xài là hai chai này ha. Hai chai này, cái chai này mình sức, mình nói với bạn là mình có nhưng mà bây giờ mình trang điểm mà bạn dòm sẽ không thấy đâu. Mà khi mà mình không có trang điểm thì bạn dòm sẽ thấy. Mình có nám hai bên ha. Mình thích cái chai này của Shiseido ha. Cái này là chai lớn nhất hơn bạn tới bao nhiêu lít đây? 50 ml ha. Là chai lớn nhất hơn bạn ha. Tới cái này là 100 ml. Cái này là lớn nhất luôn. Nhưng mà cái này ở ngoài thì chắc không có bán thôi, nhưng mà ở chai sông bay có. Tại vì ở ngoài nó có bán 75 ml là lớn nhất, nhưng mà nó không có 100 ml ha. Ở Campuchia này, mình không biết ở nước ngoài sao, nhưng mình nói gì ở Campuchia này thôi. Mình rất là ăn ý, khi mà mình thức ban đêm, thức dậy mình rửa mặt, mình gờ vô da mặt mình rất là mịn luôn, rất là ổn. Nhưng mà cái này nè bạn, khi mà mình có nám, bạn sức cái nám của bạn sẽ mờ đi ha. Mình sức có nói là rất là nhiều năm rồi, từ hồi lúc mà mình còn ở bên Campuchia, mình qua bên Philippines ở 6 năm mới bên Philippines, mình về đây nữa 4 năm nữa là 10 năm mà. Cái chai này ha, mình sức đã 10 năm mà mình không bao giờ bỏ nó. Cái tánh của mình rất là trung tình. Sức dự ý là bắt đầu là giữ lại sức hoài luôn, ít có khi nào mà đổi lắm. Tới nữa là cái này là của Soul Skin nha bạn. Cái này là mình sức ban ngày, cái này là sức ban đêm. Ban đêm của mình thì mình đang còn nữa ha. Ở trong nó vậy, cái thịt nó trong vậy ha, nó giống trò hươi vậy ha bạn ha. Soul Skin là cái da nó ra sao, cái da nó vậy ha. Nó để chữ Soul Skin ở đây. Cái này thì nó 50 ml ha bạn ha. Không biết bạn dòm thấy không ở đây. 50 ml. Mình rất là thích. Bắt đầu một chút nữa mình sẽ khui chai mới cho các bạn coi. Mình sức của này của mình hai chai dưới rồi phải không? Cái này là dạng syndrome hơn bạn ha. Sau đó mình lấy, mình dít lên một chút, mình chà lên hai đầu ngón tay của mình, mình chậm đều hết ha. Bắt đầu cái mình tán ra, mình massage nó một chút xíu rồi mình đi ngủ. Ok. Nhưng mà kem chống, kem dưỡng của mình á thì ban ngày thì mình xài của Soul Skin ha, nhưng mà ban đêm mình xài của Estolander. Cái chai nó vậy, sức cho mắt hàng dưỡng ở dưới cái dưới mí mắt này của mình hay dưỡng. Cái này mình dưỡng ban đêm ha bạn. Mình cũng rất là ăn ý nó ha. Cái da nó vậy, ở trong là nó vậy. Ok. Tới nữa là Soul Skin là cái da nó như vậy, ở trong nó như vậy. Cái Soul Skin này mình xài không biết bao nhiêu rồi. Cái này hình như là 30 mấy đô, 30 mấy đô mà nó chỉ có 15 ml thôi. Của nó là mình ăn ý hết, của nó là mình chia sẻ nè, đem lên hết 4 cái luôn cho các bạn coi. Ok, cái này là kem chống nắng của nó mình rất ăn ý, nhưng kem dưỡng của nó mình rất là ăn ý, kem dưỡng mắt của nó mình rất là ăn ý, nhưng mà đặc biệt là mình không ăn ý của nó là biết cái gì không bạn? Serum của nó. Serum của nó ở đây. Chai serum của nó cũng 40 mấy đô, bằng cái giá này. Bằng cái giá cái này ha. Nhưng mà mình sức rồi, mình sức hơn nửa chai nè, mắc vô cùng, tính nó rẻ 40 mấy đô, mình nói rẻ nhưng mà nó với mắc, mình tính nó mắc vô cùng. Tại vì nó chỉ có 30 ml thôi bạn
ha, nó tính ra nó rất là mắc luôn, nó ít xịu à ha. Tính ra nó mắc bằng với lại những cái này của mình xài luôn ha, nhưng mà sức vô đừng mua ha, mình không thích. Đối với nó không, mình xài rồi mình không có thích nó, bởi vì mình bỏ văn mơ đó. Nhưng mà cái này, đối với cái này thì mình thích ban ngày ban đêm gì cũng được hết. Ok. Bao nhiêu đó, đầu dưỡng của mình ban ban đêm, ban đêm thì của mình đi chung với hai chai này với kem dưỡng mắt ha, với một cái này. Ok, mình chia sẻ lại. Ban đêm thứ nhất là mình xức cái chai trắng này á, thì mình xức hai bên nám, nhưng mà cái chai đỏ mình xức đều hết những cái chỗ nào mà mình không có bị nám. Ok, và sau đó cái mình xức kem dưỡng mắt lên, sau đó mình xức crem night cream. Cái này là nó để dưỡng ẩm, độ dưỡng ẩm rất là cao không bạn ha. Không biết bạn đọc chữ cho nó có rõ không. Mình chia sẻ cái video hơi dài với ha. Mong các bạn đừng có trách ha, tại vì mình muốn chia sẻ cho nó cặn kẽ chút cho các bạn hiểu ha. Cái này độ dưỡng ẩm nó rất là cao ha, mình rất là ổn luôn. Hồi trước thì mình xài của Tido, ok, Tido mắc mắc quá hả ha, cái này ha còn nè ha. Cái mình mắc quá mình thấy thôi mình xài cái này cũng từ tựa của Tido, bởi vì mình không có xài Tido nữa, mình đổi lại, mình đổi lên cổ Soul Skin vừa ổn mà vừa rẻ hơn Tido, mà vừa ở Campuchia có bán, mình dễ mua ha, mà giá tiền không mắc quá, chỉ có 46 đô, hình như 46 đô. Hồi trước có thể nó chỉ có 42 đô thôi, mà bây giờ nó lên giá là 46 đô. Rất là ổn. Bắt đầu mình sẽ khui cái hũ của Soul Skin này mà mình ăn ý này ở tại Campuchia có bán ha. Bắt đầu mình sẽ khui cái chất, và trong đây nó có để chữ Campuchia nè, nếu mà bạn nào mà mua không biết cách xài thì có thể là đọc theo cái cách người ta hướng dẫn nha, tại vì ở Campuchia có bán, dĩ nhiên người ta phải để chữ Campuchia cho mình dễ biết và dễ hiểu ha. Bắt đầu lọc ra cho các bạn cùng xem với mình. Cái này là của mình mua nghe, ông xã không có mua tặng đâu, cái này là tại mình mua ở Campuchia này ha. Mình sẽ lột ra cho các bạn coi ha, lột cái bọc nha. Sau đó mình sẽ mở ra ở trong nó ra sao, mở ra như gì, ở trong nó như gì ha, ở trong nó như gì ha. Mình gỡ chỗ này nó có cái bà hôn này, cái lỗ nè, cái thọt tay rồi gỡ nó ra ha. Ok, gỡ nó ra ở trong đây. Ê nhá, ở trong đây nó có để cái muỗng. Dạ, gỡ cái chai ra. Đó, hết. Nó chỉ có như vậy thôi ha. Ở trong đây nó ha. Cái muỗng, cái này là chai mới mình của mình hết rồi các bạn ha. Đó, hết rồi ha, mình xài hết rồi. Ok. Mình mới khui chai mới ra cho các bạn coi luôn. Ở trong là nó như vậy. Ok. Tới nữa là gỡ ra coi. Gỡ ra ở trong nó như vậy. Hả? Bạn thấy rõ không? Ok. Gặp lại. Ok, tới nữa. Dẹp cái này qua đây. Ok. Dẹp qua đây. Nãy giờ mình đổi chỗ đó bạn, mình đổi chỗ. Mình để ở đây cho khi mà mình không lên mình xích, mình lấy dễ, lấy dễ. Ok, tới nay là mình sẽ đem những cái gì ông xã mua cho ha. Cái này là ông xã mua tại sân bay ha, mới mua này đem gì tặng cho mình nè. Ông xã thấy mình xài cái hiệu gì mình nói mình xài Lancôme, mình gửi cho ông. Bắt đầu ông mua ha. Giá bill của ông xã mua ha. Chờ, ha. Ông xã mua cho hai chai lớn nhất của CC đâu ha, mình khui cho các bạn coi ha.
ở trong cái CC đâu này, hai chai này gỡ ra, ở trong là nó này. Ao hai chai ha, mua tặng một lượt là hai chai luôn, trời ơi sướng quá rồi. Bạn biết không, bạn cầm tiền bạn đi mua á, không có vui bằng ông xã mua tặng cho. À, đúng ha, các bạn gái nào cũng mình suy nghĩ là bạn gái là giống như nhau hết. Tiền thì của chung nhưng mà mình cầm để mua là nó không có cái cảm giác mà để vui bằng của người yêu mình mua tặng cho mình. À, không phải là người yêu, cái này là nói chung là ông xã đi, tại vì con lớn như lắm mà người yêu gì nữa. Ok, mà nói người yêu cũng được, nó mặn mòi hơn. Ok, bắt đầu mình mở ra ở trong. Ở trong nó là như vậy ha, đó ha. À, nó 100ml các bạn ha, giống nhau ha. Ok ha. Cái này thì mình đang xài được nửa chai rồi, cái này thì chưa có xài. Cái này là ông xã mua tặng cho. Ok, ở trong nó có để cái tấm giấy ra mà chỉ dẫn cho mình, hướng dẫn cho mình cách sử dụng hả, cái gì trong đây nè bạn. Có để chữ tàu nè, chữ anh nè, chữ gì nữa, nói chung là mà không có để chữ Việt, để đủ thứ chữ hết mà không có chữ Việt. Ok, tàu mình bỏ vô, nhét vô chút nữa. Ok, hai chai ha, hai chai lớn luôn ha. Mà hai chai này nó sẽ để trong cái hộp như vậy các bạn ha. Đó, nó để trong cái hộp như vậy ha. Mình khui ra coi chung với nhau hết nha. Tới ha, cái này là bạn của mình, thăng dữ lắm ha. Ok, chai lớn nhất luôn ha các bạn ha. Ok, mở ra cho các bạn. Nó ra, mình chưa có từng mở ra coi các bạn. Ồ, hồi trước là nó ra cái màu này. Mình nói với bạn là mình xài cái màu này ha. Ha. Hồi xưa thì cái màu nó hơi trắng hơn cái này. Cái sau này nó ra cái màu hơi bạc bạc mà hồng hơn. Bây giờ lại nó ra lại cái màu hồng như vậy. Mình lần đầu tiên mở ra, mình lần đầu tiên thấy luôn nghe. Tại vì từ ông xã mua gửi cho mình thấy đó, mình không có coi tới nữa. Bữa nay mình đem ra mình chia sẻ mình mới coi tới. Mình mới biết là ở trong nó màu hồng vậy, bây giờ nó đổi rồi ha. Hay trời, rất là vui, thank you ông xã nha. Ok, hai chai coi chai này màu gì, là chắc cũng màu giống nhau thôi. Giống nhau ha bạn ha, của CC đâu, hai chai luôn. Ok, quá thích rồi, chai lớn nhất hết luôn ha bạn. Thí dụ mình biết là mình xài cái hiệu này, ăn ý là mình đâu có cần mà mua những cái chai nhỏ, chỉ mua cái chai lớn cho nó ấy ha, dạ, tính ra nó lợi hơn chai nhỏ ha. Tới nữa là lan cơm ha, cái chai này nè ha, để mình lấy cho bạn coi ha. Đây ha, xiên rum ha. Đó, để vào ha. Bắt đầu mình tháo cái dây này, người ta có buộc cái dây này nè ha, tháo ra. Cái này là ông xã mua ở trong sân bay hay gì á. Tháo ra cho các bạn coi. Tháo ra luôn, cùng nhau coi hết các bạn ha. Mình cũng lần đầu tiên mở ra. Ok, ở trong nó là sao. Ok, trong nó cũng để cái tấm giấy để cho mà chỉ dẫn cho mình xài, chỉ dẫn ha. Quá thích rồi, cảm ơn ông xã nha, thank you ông xã nha, mua tặng cho những cái món đồ mà mình vừa ăn ý ha. Bạn biết không, khi mà người ta mua cho tặng cho mình những cái món mà mình không có thích đó, thì mình không có biết cách xài á, thì mình cảm thấy cái đó vô dụng, nhưng mà cái mà mình đang cần xài mình rất là thích. Ok, hai chai.
các cái bạn gái nào mình không có nhớ cái nick ra cứ nói lại gửi cho mình ở dưới. Mình tuy rằng mình không có trả lời thiệt tại nhưng mà mình có coi những cái mà bạn comment ở dưới, mình đều được, mình đều coi hết. Các bạn cứ muốn mình làm những cái gì thì mình sẽ coi, và mình sẽ, nếu mà mình có thể là chia sẻ được cho các bạn coi thì mình cũng chia sẻ cho các bạn. Cũng như mình coi có bạn gái không, mình không nhớ cái đó nào, bạn nói chị ơi chị chia sẻ những cái đồ mà chị dưỡng, mà đồ dưỡng đi, skin care đi, thì cái video này mình làm theo yêu cầu của cái em gái đó hay của bạn gái đó. Đây là mình chia sẻ những cái skin care của mình như vậy ha, rất là đơn giản. Mình xài chỉ có mấy món đó, mình xài tới xài lui, xài tới xài lui hoài. Nhưng mà cặp mắt này của mình nha bạn, mình làm cặp mắt này rất là đậm, cho nên á mình không có đi ra ngoài đường được. Bạn thấy ông xích ngược lên, không có đi ra ngoài đường được. Khi mà bạn đi mình phải sửa cặp mắt này lại, mình chùi cái đuôi mà dãnh ngược xanh lè xanh nét gì. Ok, mình làm thử cái mắt này nó ra sao. Quay video tại vì áo dùng không có từng làm cặp mắt như vậy, bây giờ mình làm gì. Cái video này của mình cũng không có cắt đâu nha, mình quay mình đứng dậy mình ngồi mình xuống làm sao là các bạn sẽ thấy y gan gì, không có cắt được tại vì cái máy vi tính của mình nó bị hư, mình chưa có đem đi sửa nữa. Ok, còn một món nữa mà mình cũng rất là yêu thích, ông xã mua tặng cho ha, cái iPad. iPad này rất là lớn ha, bạn thấy ha, cái này là mini ha, bạn thấy ha, cái này là cái mini ha, cái iPad mini, đó, trong nó là gì ha, ok, cái này là lớn nhất, nhưng mà đặc biệt là cái này nó có cái đòn mình để gắn vô quýnh chữ nữa các bạn, đâu à, nhưng mà mình không có xài ha. Cái iPad này nó có cái này gắn vô để giống như là cái computer nhỏ của mình như vậy ha, nó có cái miếng này nè ha bạn, cái miếng mà để dành cho bạn xài ha, giống như máy computer vậy đó, mình rất là thích luôn ha. Nhưng mà trong video này bạn có thể thấy là con trai của mình ha, con trai lớn của mình ha. Để mình mở qua đây cho bạn thấy nó dễ ha. Thấy rõ không? Cái này là mình, cái này là thằng trai lớn ha. Ok. Bữa đó mấy hai mẹ con, ba mẹ con mình đi ăn, đi coi phim đó rồi chụp cái tấm ảnh này. Ok, bao nhiêu đó thôi? Hết rồi, mình xin chia sẻ bao nhiêu đó, mong cái video này cho các bạn gái thích ha. Và mình xin chia sẻ nếu mà các bạn gái có muốn mình làm những cái video ra sao, bạn cái việc ghi dưới đi, khi mà mình rảnh đó mình sẽ mở lên mình coi các bạn có muốn mình làm những cái gì không thì mình sẽ làm y ra như các bạn chị muốn nói sao, mình không mấy gì biết nói ha. Như là các bạn muốn cho mình chia sẻ những cái gì thì mình có làm, có thể làm được thì mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn gái ha. Các bạn có thể là ghi ở dưới luôn ha. Mình chia sẻ tại sao mà kêu các bạn đừng có gọi đồng nhiều ha. Mình thích cái dưỡng tóc này của mình chia sẻ nhiều video ha, mình không có chia sẻ được ha. Tại sao mà mình biểu khuyên các bạn đừng cứ gọi tóc nhiều quá, tóc mình sẽ bị khô nè. Khi mà bạn gọi mỗi ngày á, cái sợi tóc của mình bạn thấy nhẹ, nó cũng có cái như là giống như chân lông của mình mà có cái lỗ mà để thở ra, có cái độ mà tiết chắc sao? Nói không biết có đúng không mà tiết chắc dầu ra. Khi mà cái độ tóc mình nó tiết chắc dầu thì nó cũng có thể bảo vệ tóc mình. Khi mà mình gọi nhiều quá, mình đầu của mình không có dơ mà mình gọi nhiều quá thì vô tình mình gọi cho cái độ mà nó đã bảo vệ tóc của mình gọi cho nó sạch hết
thì tóc của mình sẽ bị khô nè, sẽ bị giống như cháy nè ha. Để mình khuyên như vậy, các bạn đừng có gội đầu mỗi ngày. Khi mà các bạn để ý đi các bạn, khi mà các bạn gội, các bạn là mà gội mỗi ngày á, mà ở trong như ở trong nhà vậy là không đi đâu mà các bạn gội mỗi ngày, các bạn sẽ thấy cái tóc của bạn sẽ bị khô. Nói chung là nó khô vậy đó, nhưng mà các bạn cách ngày gội thì không có sao ha. Tại vì cái tóc của bạn nó đã dơ rồi thì bạn gọi cái dơ đó ra thì nó sạch lại. Chứ mình không biết nói, mình biết chia sẻ, nói chung là mình khuyên các bạn đừng, không có làm, không có đi ra ngoài đường, không có gì hết, ở trong nhà thôi, đừng có gọi đầu mỗi ngày ha. Cách ngày gọi ngày thì tốt hơn ha. Thôi bye bye, hẹn gặp lại các bạn video tới 25 phút mấy rồi. Mình chia sẻ cái video này là cái video đầu tiên mình sẽ đăng, nếu mình đăng lên mình sẽ đăng lên lên Facebook luôn. Nhưng mà các bạn trong Facebook mà nếu mà có thích những cái video mà coi sẵn mình đăng lên thẳng lên trên Facebook như vậy thì các bạn sẽ bấm nói sao, sẽ comment ở dưới hoặc là sẽ gửi thẳng, gửi có thể gửi thẳng như cho mình, kêu bằng gì, gửi bằng cái gì ta, mình không biết nói ha. Làm ok cái điện thoại, gửi bằng cái này nè, ok, gửi bằng nói chuyện, giống như là nói chuyện như đó bạn, ok, gửi bằng cái này nè bạn, ok ok cái này nè ha, ok. Cũng như là gửi giống như là WeChat thì có thể nói chuyện với nhau đó. Mình không biết cái đó kêu bằng cái gì ha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video tới. Bye. Lần này là bye thiệt rồi.